Chào mọi người, hôm nay mình sẽ làm một video clip đi xem giải bóng đá ngoại hạng Sài Gòn, ngoại hạng Phủi nha. Nó tên là Sài Gòn Premier League. Thì ở cái giải này mà là Leo Minh mình có đá vòng playoff, nhưng không may là thất bại anh em ạ, thành ra không được đá vòng chung kết. Thì đây, nơi rất đẹp trong khuôn viên trường Đại học Tôn Đức Thắng, phía đằng xa xa là sân vận động, ở trong đó sẽ diễn ra giải FPL ha. Đây mùa thứ hai rồi, năm ngoái cũng đá thua, năm nay đội mình đá thua không sao, hôm nay mình làm mình đi xem lễ khai mạc và xem mấy cầu thủ, đa số rất là nhiều cầu thủ siêu Phủi và những cái đội bóng danh tiếng tại Sài Gòn thi đấu giải này. Thì đây, xe của câu lạc bộ Quốc An Quốc Michael ha. Trời, đi đá giải có xe chở đi đá Phủi rồi mà như đội chuyên nghiệp rồi, kinh khủng, đá Phủi mà như chuyên nghiệp rồi. Rồi đi xem qua cái poster xem có gì trên poster nè. Ok, giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc nha. Ủa, vô địch toàn quốc là chung nha, cỏ này khu vực miền Nam FPL S2 nè, có nhiều tài trợ ở đây. Thì ở đây giải này nếu mọi người đi xem thì không mang nước vào được nha, chỉ có mang người vào không là không uống nước, tất cả nước là không được mang vào trong, có cả xe cấp cứu nữa. Đây xe cấp cứu rồi, mình lên khán đài trước đi, còn dưới sân mình sẽ xuống sau mình khán đài trước nha. Đây trận đấu giữa Văn Minh miền Nam với lại Văn Minh miền Nam đá với lại Lam Hồng đúng không? Lam Hồng có hai sân tất cả nha anh em, một sân phía bên kia và sân phía bên này. Phim của mọi người anh em trên giá TV lên chụp anh Long cái nào. Wow, đông kinh khủng. Cổ động viên của Quốc An Quốc Michael. Rồi, ok, rồi. Đếm xem cổ động viên Quốc An Quốc Michael đông thế nhỉ, không biết bao nhiêu người nữa. Chà, sơ chắc cũng 500 người đấy, không phải đơn giản đâu. Rồi, City có bàn thắng rồi. Phía khán đài bên này thì có ai nào? À, chào anh Hoàng. À, chào chị. Họ quay hả? Dạ đang quay đi xem. Dạ, dạ. Em quay xuống. Rất là nhiều cổ động viên. Hello em. Ok, xem trận này có ai nào? Trận Văn Minh miền Nam với lại Lam Hồng. Thì trận này Văn Minh miền Nam Lam Hồng là gặp nhau ở trận chung kết năm trước. Đây là Thế Vinh nè anh em. Người em đóng phim suốt chung với mình. Thế Vinh giờ là hot boy siêu Phủi hàng đầu Sài Thành rồi. Ok, đằng xa Đình Lục nha, nếu mà ai coi đấu bóng đá thì trước đây có thể biết Đình Lục, trung vệ thép của đội tuyển Việt Nam chung thời với lại Phong Vinh rồi.
giờ là đi đốc phủi rồi. Dã man. Rồi siêu phủi cáp villa thì đằng xa kia kìa. Chưa vào sân chắc hiệp 2 anh ấy mới vào. Giờ cáp villa kim huấn luyện viên mà, đang huấn luyện viên chắc là hiệp 2 mới vào. Rồi, đây Tuấn Vinh. Tên Tuấn nhưng mình tao gọi Tuấn Vinh không à. Xem pha này xem có gì nè. Đây là Tuấn Kiệt. Quay mặt đây coi. Mặt đi đâu rồi? Lo theo dõi trận đấu không thèm quay nhìn luôn. Đó. Ok, thấy rõ mặt chưa? Đặt về gửi clip cho Kiệt xem nha. Mà mình thấy đa số đây chắc toàn là sinh viên trường Tốn Thắng không á. Ơi trời ơi, sinh viên đông quá. Đây tiếp tục những người sinh viên của Tốn Thắng lên. À đó, anh đi loại rồi. Đi loại rồi. Toàn là rất là đông, toàn là sinh viên trường Tốn Thắng không. Không biết là đi xem vậy có được cộng điểm không, mà nếu mà đi xem vậy mà được cộng điểm thì chắc là à, tuyệt vời nhá. Ok thôi, mình sẽ không trên khán đài nữa, mình sẽ xuống sân xem có gì dưới sân. Trên đó là cổ động viên quá trời đông, đa số sinh viên trường Tốn Thắng cũng nhiều, và hội cổ động viên của Quốc An Quốc Michael. Trước khi vào sân xem thì chắc phải đeo thẻ vào đây, không thẻ là sao vào trong được. Đó, đeo thẻ vào mới ra. Phải có thẻ mới vô được. Mình vừa bỏ lỡ một bàn thắng rồi. Tiếc quá vậy. Ủa phải bỏ rồi. Cuối cùng cũng có thẻ mà không biết để xuống dưới sân rồi. Nãy giờ ngồi khán đài buồn quá trời. Thôi, có tình huống này vui nè, coi thử coi. Wow. Trời sướt ép quá, chịu sao nổi. À, rồi. Sao? Để qua phía bên kia xem có gì thú vị bên kia. Không, đây nhìn lên khán đài đông kinh khủng. Đeo hò khí thế quá. À, gặp anh Đức Nguyễn đây nè, mọi người ơi, biết Đức Nguyễn không? Chứ không ai biết đâu mà. Không biết. Nhưng mà tất cả các cầu thủ chuyên nghiệp hay là các cầu thủ của tỷ Việt Nam đều biết Đức Nguyễn đấy. Mọi người nhớ like cho Đức Nguyễn nha. Yeah. À, phía khán đài xa kính mít khán giả, bên này kính mít khán giả luôn rồi. Ok, mình quay cận xíu cho mọi người cùng xem nha. Cái góc này mọi người sẽ thấy khán giả xa rất là đông, rất là đông. Trời ơi, đây là giải đấu chắc là danh giá nhất Sài Gòn hiện giờ đó mọi người à. SBL S2. Rồi bốn mặt khán đài coi như đông, đông hết luôn rồi. Tại sân banh bên này nó hơi xa với bên kia, không là khán giả đây, khán đài bên đây chắc cũng sẽ full luôn á. À, đứng đây ngồi coi đá banh mới sướng này. Đây là huấn luyện viên Bảo Chúng, một người đã trước đây đã từng lên đội tuyển futsal Việt Nam, thi đấu đội tuyển Việt Nam nha. À, dưới sân đang là Quốc An Quốc Michael với lại Đặng Vĩnh Tiến. À, mình xem Đặng Tiến lâu rồi thì đội hình này của Đặng Vĩnh Tiến thấy lạ quá, không ai quen cả. Rất lạ. Đằng kia là Đặng Tiến thay người, đi nghỉ Eban ha. Ok, là khu ban huấn luyện, phía sau có chỗ khởi động. À, có thể thi đấu rõ ràng, nước no đầy đủ. Ồ, cứ mỗi lần mà có một pha nguy hiểm là khán giả ồ lên như vậy đó mọi người ơi. Trời ơi, nghe không khí bóng đá phủi mà cứ như chuyên nghiệp nha, thích thú. Cuối tuần mà tới đây coi còn gì bằng. Sau lưng của ban huấn luyện các đội. Trọng tài thì ngồi giám sát trọng tài thôi. Nói chuyên nghiệp. Rồi bắn rồi. Anh Vũ đây.
nhà đầu mới update lên món gì đó ngon lắm. Đó, sao sao? Phải đăng báo giờ phóng viên giờ có thiết bị ghê quá. Ba cái đồ quỷ này. Ba đồ quỷ này. Dạ. Cho anh. Nãy giờ gì vui không anh Báo? Không có đâu, anh cũng vậy, vẫn vậy. Dạ vậy à. Để giờ chụp được nhiều anh đẹp không? Phê em tí đi. Không có đâu, anh nãy giờ anh tỉa mấy con bầu thôi. À, tỉa mấy con bầu rồi. Có người chụp rồi. Dạ. Công tác báo chí đầy đủ, rất là đông phóng viên tại đây. Bên kia cũng có phóng viên và kế bên đây là đấy, cameraman của đài truyền hình FPT. Một máy này. Bên đây hai máy ở giữa này. Đây, một, hai, là ba máy này. Bốn máy và năm máy. Đây có cáp. Vậy là dẫn đến phía đằng xa, phía kia là... Đó, mọi người thấy đằng xa không? Ở trên là hai bình luận viên, dưới là ekip quay dựng cho truyền hình FPT. Tổ chức cực kỳ chuyên nghiệp, cực kỳ chuyên nghiệp. Tổ chức đó là chuyên nghiệp, có bài bản và giả phong trào như giả chuyên nghiệp giữa SPLS2. Mọi người có thể tới thẳng sân trường Đại học Tổn Thắng để xem trực tiếp các trận thi đấu của giải đấu này. Còn nếu anh em nào không phải ở thành phố Hồ Chí Minh mà muốn xem thì có thể xem trên truyền hình FPT và Chém Gió TV. Ok, những cái thông tin về cái giải đấu này nó sẽ cập nhật trên fanpage, thì cái link của fanpage mình để dưới phần description cho anh em nha. Anh em có thể kéo xuống description để xem, có thể cập nhật những thông tin hay nhất của giải đấu này. Rồi, mình là Phạm Trung Thi. Xin chào và hẹn gặp lại.